tất cả mọi người. Hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 39, mình sẽ hướng dẫn mọi người xem và sửa cái rà le gọi là cục xả của máy giặt Toshiba Inverter lồng lớn nha mọi người. Loại này cái cục xả này thì nó có ký hiệu là HM15N.4, điện thế là 220V AC, tần số là 50-60 nha mọi người, ký hiệu là 4306. Đây là rò le cục xả của máy giặt Toshiba thùng đứng inverter nha mọi người. Thì trước mắt đó, thì khách hàng người ta tháo cái này họ đưa cho mình sửa, thì mọi người xem nè, cái rò le nó quay tròn luôn nè, nó quay tròn thôi nha, mọi người thấy nó quay tròn không? Nó quay tròn luôn, là nghĩa trong này nó bị tuôn một cái nhông gì trong đó. Thì bây giờ cách của mình thì mình tháo, mình hướng dẫn cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ gắm điện thử trước cái. Bây giờ mình sẽ gắm điện thử cho mọi người xem nha. Sóc nó nhỏ giờ đút dây điện như thôi. Bể gọt cái đầu ra bể giờ gắm thử nha. Đây là bật lên cho mọi người xem nha. Quay vô đây luôn. Bật. Cái này nó rung nha mọi người, nó rung ở trong á. Rung thôi nhưng mà mọi người nhìn cái này nó không chạy nè. Đứng nè, tuôn gì trong đây nè, nó rung. Motor này rung nha, nhưng mà nó không có chạy. Rồi, mình giờ mình tháo nha. Rồi, giờ mình tháo cái này ra trước cho mọi người xem. Tao kiểm tra tao hư cái gì trong này. Rồi, tiếp tục mọi người dùng cái dao bén nha. Cái dao này mình mọi người nảy mấy cái móc ra nha. Lấy nhẹ nhẹ khó thì từ từ thôi. Lấy mấy cái nóc ra. Đó, lấy ra gì nè. Là nó sẽ ra nha mọi người. Từ từng cái một. Đó. Rồi. Để đây nha. Khéo gãy chốt. Vậy thôi. Nó sẽ ra thôi. Rồi. Rồi, mình đã nảy xong nha. Này mọi người nhìn xem nè. Cái này nó có ba chấu nè, ba cái sóc này nha. Đây là cái sóc riêng biệt nha, sóc nguồn riêng biệt nha. Còn cái sóc giữa và cái sóc này á, là nó chung nha mọi người, nó qua cái mặt vít này nha. Thì cái nghĩa là khi mình gắm điện thử là chỉ gắm một cái thằng ngồi cùng đây và một thằng giữa hoặc này gì nào cũng được nha. Đó, nói chung là thằng này là riêng biệt nè. Còn hai này là chung nha mọi người. Nó qua cái mặt vít này nè. Rồi mình tháo mọi người xem nha. Cái gì nè. Rồi. Rồi, cái này mọi người dùng cái kìm nha, kìm cắt đây nè. Mọi người cắt hai cái cọng dây đây đây. Cắt hai cái tích điện cái dây điện mà để nó nối vô cái motor nè. Đó, cắt là để rút cho dễ nha, tại vì cái này rút không được. Mọi người phải dùng cắt đổi hàng lại, dùng hàng lại nha. Rồi. Khi mọi người rút cái tháo ra thế này rồi thì mọi người không nhớ thì nên nhớ là lấy dùng cái điện thoại nha. Chụp lại toàn bộ cái dàn nhông này để sau này biết nó ráp mọi người. Thì hiện tại trước mắt là cái rotor trong này cục 500 thì nó cũng tốt nha, nó không bị hư. Thì hiện tại là mình sẽ hư cái này nè, hư cái nhông của nó có cái khứa trong này nè, nó bị tuôn cái này nha mọi người, nó mòn rồi. Giờ cái rất là đơn giản thôi, mình sẽ làm lại cho mọi người xem là nó sẽ motor sẽ chạy được thôi nha. Rồi mình hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Bây giờ nó hư cái này nè. Thì mình ở đây mình dùng một cái mỡ hàn. Mình chấm thôi. Chấm theo cái tuôn thôi chứ còn không cần làm cái gì nữa. Nha. Bây giờ mình sẽ hàn cho mọi người xem nha. Đó, cái này thì mình hướng dẫn mọi người nè. Cái này là cái motor, cái rò le cục xả của nhông kéo xả nước ra của cái máy giặt Toshiba. Thì thường mấy cái rò le khác á thì đó lúc nó tuôn ở trong này, nó tuôn ở trong này, nhưng mà bây giờ cái này trong này tốt thì nó tuôn thằng này nha mọi người, nó tuôn cái rồi nè. Thì mình chỉ chấm hàng này thôi là nó hết, sẽ chạy được thôi. Bây giờ mình là hướng dẫn cho mọi người xem nha. Chứ bây giờ cái rò le này thì nói chung là mua thì nói chung là cũng được thôi, nhưng mà mình sửa lại cho khách hàng yêu cầu mình sửa thì mình sửa hướng cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình gỡ ra nha, gỡ ra mình sẽ hàn này lại nha mọi người, khỏi bị quên. Nè mọi người dí cái hàng cho đây nè. Khéo nha mọi người, khéo đừng đụng cái nhông nha. Chấm cái này lại nha. Đó, chấm cái khớp lại cho nó khỏi tuôn nè. Nó quay tròn lại không lại giòn này nha. Rồi,
mình chấm cho nó cứng lại thôi, cho nó khỏi nổi tuôn được rồi. Rất đơn giản nha mọi người, không có gì mà khó đó. Đó, tuôn là tuôn này nè. Mình xếp rồi thử cho mọi người xem nha. Rồi cứng rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vô. Rồi mình sẽ ráp cho mọi người xem nha. Rất đơn giản thôi, không gì khó. Mấy người mà xem clip của mình đó, là mình hướng dẫn là rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ bẻ đem hàng lại cho nó, chỉ nó cái này mình cắt ra nó rút cho nó dễ nè. Bây giờ mình bẻ thẳng đem hàng lại nha, hàng lại thôi. Mọi người nhớ hàng này khéo khéo xuống nha. Cắt ra để rút dễ cho này, nó không có đầu rút nha mọi người. Cắt cái chân rút cho mình hàng lại thôi. Dính chưa? Rồi mình đã hàng nha. Mình hướng dẫn mọi người lại lần nữa nè. Cái thằng này là chân một điện nguồn vô riêng biệt nha. Còn cái thằng này và này là chung nha mọi người. Nó qua, nó kéo qua rà le nha, để đóng mở nè, nó kéo qua cái mặt vít nè. Còn này là chân riêng biệt nha. Còn thằng bên phải và thằng giữa là chung nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cho mọi người xem. Rồi vô khớp luôn. Rồi vô khớp hết nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ để thằng này vô này. Thằng này nó quay tròn nha, nó quay là nó để nó đóng mặt vít nha mọi người. Đây nè, nó quay đóng mặt vít nha. Để vô khớp đàng hoàng thử cho mọi người xem nha. Quay chưa nha. Rồi mọi người coi nè, cứng rồi nè mọi người, hết tuôn rồi nè. Mọi người xem hết hết tuôn rồi nha. Giờ mình gắn điện thử cho mọi người coi nó xây nha. Rồi bây giờ cái này mình không có cái socket nhỏ thử, bây giờ mình làm cái đầu dây cái này mình đút cho thử nha mọi người. Chân bên trái là riêng biệt nha, còn ở chung bên này á, bên phải là chân và chân giữa là chung. Mình sẽ làm riêng biệt để khi mà nó quay không, nó quay nó đóng nó kéo được cái đoạn nào nha. Mọi người xem nha, xem cái này nha, mình bật điện quay nha. Bây giờ bật điện nè, bật điện nha. Rồi quay nè mọi người. À mọi người nó chạy ra đó, chạy đó. Rồi nó tới độ nó ngắt nè, mọi người thấy không? Chứng tỏ là xe tốt nha mọi người. Rồi mọi người thấy nó xe quay không? Rất ok. Tắt nè, mở lại nè. Tắt nè, mở lại nè. Mọi người thấy nó chạy không? Ok. Thì coi như là clip hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người xem, biết cách xem và sửa cái rà le cục sẻ của con vật Oshiba. Thì bây giờ clip đến đây cũng kết thúc. Mình anh em nào bạn bè Sài Gòn cảm thấy yêu mến kênh mình, hãy bấm cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha mọi người, để mình có động lực làm những clip mới. Xin thân ái chào mọi người.